There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are. Rồi, chúng ta đi hái tiếp măng cọc thôi. Tiếp tục hái tiếp măng cọc. Đây, tiết mục. Tiết mục màn 1, cảnh 2. Kiến trắng. Màn 1 có, các bạn không giả được. Màn 1, cảnh 2. Niềm đam mê bất tận đối với cây măng cục. Thôi bớt đi bạn ơi. Hồi bị lỗ đầu liền nè, quăng xuống bạch 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 rồi là hồi chứ. Đầu nó có ung cục nè. Mọi sao kỳ á. Sao như nhìn lên quá trời luôn mà. Giờ ở ngoài nhìn vô quá trời luôn. Nè chết rồi. Duyên ơi. Nè, cái đèn cụ lui luôn nè. Nè, mà phải quẳng nhánh bằng một vừa quẳng cái kìa. Thấy không? 5. Cho quẳng xuống cho hái quay cái cô Lâm. Cái nhánh này nè, cái nhánh này nè. Viên, hái viên. Đâu? Đó. Dù cao tôi có giới hạn. Đó, đi ra. Đó. Nè, chưa? Mà kiểu gì? Đi xuống mấy nữa. Nè, ngồi lên đó. Đó. Còn một trái kia mà nó cao. Không, trái nó bỏ, trái nó bị... Mà cú luôn. Cú chết nó coi. Dạ, thấy Phương Anh vlog rồi. Trời ơi. Ủi heo cũng đẹp rồi nha. Quả đây. Tiếp tục. Hôm nay sao? Là vui thì sao khi... vô vườn ví dụ vậy. Khỉ vô vườn không gà buồn chứ đã vô. Nói đi chị cứ nói. Sau khi nghỉ mệt gần 5 giây. Tiếp tục và hái tiếp. Chiến tiếp. Dự định là hái trong vòng có tiếng à, mà ai ngờ vô đây thấy hấp dẫn quá nên là muốn lặt trụi giường luôn. Nói về giờ cái giường này là chắc bị lặt trụi rồi đó. Muốn gì đâu, đang quay luôn á. Quay là chị ít nói thật à. Ừ đúng rồi, bật máy quay đến đó ngại ngùng quá. Chết rồi. Ừ. Qua đây quay cơm chơi nè. Khách rất là khách. Ủa mấy người YouTube chứ được có YouTube đâu. Đây, đây là chơm chơm. Nè. Đây chúng ta ăn chạy cây nè. Ủa cái nè. Dễ vậy. Đây, nè. Chúng ta ăn chạy trên cây luôn. Đó, bẻ ra một bên nè. Chúng ta ăn trên cây luôn đây nè. Cái việc ăn chôm chôm trên cây sẽ hụt của bộ khá lâu rồi nha. Cũng khá bất ổn á. Ủa? Gì vậy? Trời ơi, ông ăn cái chôm chôm này có bộ dạng cực quá gì vậy? Đưa miệng vô táp. Chúng ta hả sai miệng XXL. À đưa nhẹ vô trong trái chôm chôm hồi rớt nè. Đưa nhẹ vô trái chôm chôm đó. Rồi táp rồi nuốt luôn hộp luôn nè. Coi hộp là chúng ta nuốt luôn không ngần ngã. Chôm chôm không hộp. Chôm chôm không hộp. Chôm chôm này không có hộp với mọi người bạn ơi. Chôm chôm không hộp coi nuốt luôn nè. Xong. Đó thấy không? Đâu có hộp đâu, nuốt luôn rồi. Không có, chôm chôm không hộp, chôm chôm không hộp mọi người ơi. Sao? Trời ơi, đây, thành quả. Thành quả của chủ vườn là hái rồi đây. Chủ vườn mà hái. Chỉ có chủ, đây là chủ vườn đây. Chỉ có chủ vườn dẫn đi mới hái quỷ hoài như vậy thôi. Thôi bắt chấp hái không cần suy nghĩ. Thôi bắt chấp hái không cần suy nghĩ luôn. Không được, bị hụt quá à. Nhiều rồi nhiều.
chủ vườn ở đây mới có chút xíu thôi mấy bạn ơi, hay quá ít đó. Đây có quà chăm chơ có phơi các bạn. Đây mình như là đi tắm nước sau cái clip này mình sẽ đi bơi sẽ giải chết chứ mà mình nóng quá giờ mình chỉ muốn lột đồ nhảy xuống đây thôi. Vậy chỉ nhảy xuống đây rồi đó các bạn, cái mưa rất là bự. Nè cái mương đó là bự, chỉ cần một sải chân bước qua. Đây hai vị gì công nhân vườn cao su đi thu nhặt mũ cao su, còn đây là công nhân mũ cao su đi nhặt chùm chơm. À không, gần này không đi nhặt măng cục, đây là thuê ngày nhiêu? Ngày 10 trái măng cục. Ngày trả công chừng 10 trái măng cục mà phải đi nhặt sao mà đủ 2 bao mới được 10 trái măng cục.